Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ bàn phím cơ không dây đã là cái gì đó quá quen thuộc của chúng ta rồi. Tuy nhiên từ trước đến giờ nó luôn mang trong mình những cái định kiến khiến cho người ta không lựa chọn bàn phím cơ không dây nhiều bằng bàn phím cơ có dây. Thứ nhất đó chính là về mặt kết nối thì nó thường được quan niệm là không ổn định và không nhanh nhạy bằng cái bàn phím cơ có dây. Tiếp đó là về mặt thời lượng pin thì tất nhiên rồi, với chiếc bàn phím cơ không dây thì các bạn sẽ phải sạc rồi thì nhiều khi cũng khá bất tiện và thời lượng pin của nó sẽ không được tốt cho lắm. Và cuối cùng là cái yếu tố mình thấy ngăn cản rất nhiều bạn đến với việc sử dụng bàn phím cơ không dây, đó chính là về mức giá. Những sản phẩm bàn phím cơ không dây có mức giá thường khá cao so với cả những sản phẩm khác trên thị trường, mặc dù có thể nói là tính năng không bằng. Tuy nhiên thì cho thời điểm hiện tại mới có một chiếc bàn phím cơ, mặc dù đã ra mắt rất lâu rồi, nhưng cái mức giá của nó với trở về cái mức giá mà có thể thực sự là người dùng có thể bỏ ra để mua đáng tiền cho một chiếc bàn phím cơ không dây, đó chính là chiếc bàn phím cơ Logitech G613. Và ngay trong video này chúng ta hãy cùng đi khám phá nó. Đầu tiên chúng ta sẽ nói một chút về ngoại hình của sản phẩm này. Thì có thể nói đây là một chiếc phím cơ thực sự là mang đậm phong cách thiết kế của Logitech, với hai màu xám và đen xám rất quen thuộc của hãng này. Và thiết kế của nó thì khá pha trộn với phong cách game thủ và phong cách cơ bản đơn giản, không có tấm nền kim loại này, không có những phần sắc nhọn hay là hầm hố gì cả, mà một cái thiết kế mặc dù vẫn giống game thủ nhưng có phần đơn giản hơn so với sản phẩm khác. Một số cái điểm chính chúng ta sẽ lưu ý ở trên thiết kế của sản phẩm này. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái hàng phím multimedia rất tiện lợi ở góc trên cùng phía bên phải, với phím chuyển bài tạm dừng rồi tạm dừng nhạc rồi tắt nhạc. Tiếp đó là chúng ta sẽ có hai nút chỉnh volume và nút mute, không được làm theo kiểu cuộn giống như là Corsair hay là Razer. Tiếp đó là ba hàng nút để các bạn có chuyển đổi qua lại giữa chế độ wireless sử dụng receiver, chế độ Bluetooth và một cần gạt để chuyển qua lại giữa các chế độ gaming. Và vì là một chiếc bàn phím cơ chơi game thế nên là hãng cũng bố trí một cái hàng phím macro ở phía bên trái của bàn phím, và chắc chắn thì phần phím macro này rất ít người dùng rồi, với rất nhiều hãng đã làm cái cụm phím này và không được đón nhận. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một nút bật tắt ở phía cạnh bên phải, và nút bật tắt này sẽ làm theo kiểu gạt. Thế nên là khi mà các bạn muốn bật tắt bàn phím thì cực kỳ là tiện lợi, các bạn chỉ cần gạt một phát là tắt và gạt phát nữa là bật. Khi nếu như các bạn muốn tiết kiệm pin hoặc là muốn gọi là lau dọn bàn phím thì có thể gạt nút này đi và sau đó dùng khăn lau như bình thường mà không sợ cái việc là bấm nhầm nút loạn lên màn hình, như là chắc chắn là các bạn đã gặp rồi khi mà lau các thứ gì đó trên bàn phím. Đó là mặt phím bên trên, còn ở phía dưới thì tất nhiên sẽ có hai cần gạt để nâng cao chiếc bàn phím lên. Độ cao thì đâu đấy khi mà bạn gạt thì sẽ nâng lên khoảng tầm 1,5 cm. Và đó là tổng quan cũng là cơ bản nhất về cái phần thiết kế của sản phẩm này. Mình sẽ đi qua rất nhanh thôi vì đây không phải là thứ mình muốn tập trung chính ở trên con Logitech G613 này. Tuy nhiên thì một cái điểm yếu rõ ràng các bạn có thể nhìn thấy ở trong phần thiết kế đó chính là nó có một phần kê tay cực kỳ là to. Và cái phần kê tay này thì rất tiếc là không thể tháo rời ra được. Mặc dù là một cái điểm lợi rõ ràng của nó là các bạn sẽ có phần cổ tay rất thoải mái khi để vào đây. Tuy nhiên thì nó sẽ chiếm một cái diện tích rất lớn ở trên bàn các bạn. Vì vậy thì nhìn tổng quan, tổng thể trên bàn phím này thì khá là đồ sộ và có vẻ to. Và đó là về ngoại hình. Còn chắc chắn các bạn thắc mắc là sản phẩm này sử dụng switch gì, thì đây là một sản phẩm sử dụng switch mà do MG của Logitech. Đây là switch mà hãng nói rằng là họ do hãng tự sản xuất, và nó theo mình thấy là có cảm giác gõ tương đối giống với cả Brow Switch của Cherry. Tuy nhiên thì cái cảm giác gõ của nó sẽ không mềm và sướng bằng. Mặc dù vậy thì các bạn sẽ vẫn có một cảm giác gọi là ok trên sản phẩm này, và nó sẽ vẫn có chất của bàn phím cơ chứ không phải như chiếc bàn phím giả cơ. Và các bạn hãy cùng nghe thử âm thanh rất nhanh thôi. Và cái phần switch này sẽ được che bởi một bộ keycap có phần chất liệu được làm hơi vỏ nhựa, hơi sần một chút. Và rất tiếc là nó không được làm in ký tự theo kiểu double shot, mà hãng lại chỉ dùng kiểu như là các bạn tưởng tượng như kiểu là sơn một cái lớp lên đây, chứ không phải double shot giống như kể cả trên bàn phím cơ rẻ tiền. Thì đây sẽ là một điểm yếu của sản phẩm này. Và đó cũng là điểm cuối cùng mà mình muốn nói sơ qua đến về phần ngoại hình cũng như là về phần switch mà sản phẩm này sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng hơn, đó chính là cái phần không dây của nó và tại sao cái sản phẩm phím cơ không dây lại mang đến cho các bạn rất nhiều lợi ích. Đầu tiên thì sản phẩm này là một bàn phím cơ không dây, hoàn toàn không có một tí dây nào, không có sử dụng dây để sạc, và nó sử dụng pin. Nó sẽ sử dụng hai quả pin AA, và với chỉ hai quả pin này nó sẽ cho các bạn một thời lượng pin lên tới 18 tháng nếu như theo hãng quảng cáo. Và thực sự thì mặc dù là quảng cáo thôi nhưng mình nghĩ là thời lượng pin của nó cũng sẽ phải được đến khoảng tầm 1 năm, bởi vì bản thân mình khi mà mình sử dụng sản phẩm này mới được khoảng tầm 2 tháng thôi, nhưng cái thời lượng pin của nó khi mình check ở trên phần mềm Logitech thì chưa thấy sụt đi bất kỳ một vạch nào. Và có lẽ thì đây là một thời lượng pin cực
kỳ ấn tượng với những sản phẩm phím cơ không dây. 18 tháng tức là khoảng tầm đâu đấy là 1 năm rưỡi. Và kể cả có hết pin thì việc thay thế cũng rất dễ dàng, chỉ cần ra quán tạp hóa nào đó mua 2 cục pin AA về là lắp vào bàn phím là chạy như bình thường. Thậm chí thì hãng cũng tặng chúng ta sẵn 2 cục pin luôn, thế nên là ngay lúc đầu mua về các bạn sẽ không phải đi mua. Và đó chính là lý do mà sản phẩm này xóa tan đi cái nỗi lo về thời lượng pin ở trên một sản phẩm bàn phím cơ không dây. Thứ hai đó là về kết nối. Về kết nối thì tất nhiên các bạn có thể biết đó chính là về công nghệ kết nối không dây. Logitech là một trong những hãng mà có nhiều những sản phẩm đạt cái kết nối không dây ổn định và tốt nhất thị trường bây giờ. Ví dụ như đơn cử như là con chuột Logitech G903 hay kể cả là con Logitech G603 mà mình đang sử dụng ở đây. Tất cả những sản phẩm đó đều sử dụng công nghệ kết nối là Lightspeed. Mình sẽ không đi sâu về công nghệ kết nối này. Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần biết rằng là nó đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm mà giống như là các bạn đang sử dụng kết nối có dây vậy. Cái độ trễ cũng như là cái độ ổn định của nó gần như là tương đương với cái sản phẩm có dây. Và với một cái kết nối như vậy thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho các bạn cực kỳ nhiều lợi thế, không chỉ là chơi game ở ngay trên bàn như thế này mà thậm chí là cả chơi game giả sử như các bạn đang ngồi phòng khách. Các bạn có thể cầm chiếc bàn phím này ra cái sofa ngồi và nhìn màn hình TV để chơi game rất là tiện lợi. Nhưng bản thân mình thì do giường của mình khá gần vị trí đặt máy tính, thế nên là mình thường mang chiếc bàn phím này ra giường và ngồi, sau đó là bật phim lên search lướt web, xà xem mà màn hình máy tính rất là xa, vẫn hoàn toàn ok, kết nối rất ổn định và không hề có hiện tượng độ trễ tí nào cả. Đó là điểm cộng rất tuyệt vời dành cho chiếc bàn phím cơ không dây như thế này. Kết nối receiver này các bạn có thể sử dụng với cả laptop này, PC này, còn kết nối Bluetooth thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng được với cả điện thoại. Khi các bạn muốn chuyển đổi qua lại giữa hai thiết bị chỉ cần bấm nút, một là chọn nút Bluetooth hay là chọn nút cụm hình có hình phát sóng Wi-Fi là có thể chuyển qua lại giữa hai chế độ. Các bạn hoàn toàn có thể điều khiển chiếc điện thoại của mình thông qua chiếc bàn phím này. Tuy nhiên thì tất nhiên rồi, với cái việc mà sử dụng kết nối không dây này rồi thì việc mà có thời lượng pin dài thì chắc chắn nó sẽ có nhược điểm, đó chính là nó không hề có hệ thống đèn LED cho các bạn để các bạn có thể trải nghiệm hệ thống đèn LED GB đa sắc màu. Vì với một hệ thống đèn LED nhiều màu sắc thì chắc chắn sẽ tốn pin hơn rất nhiều so với cả việc không sử dụng. Vì vậy thì hãng cũng đã mạnh dạn bỏ đi, chỉ tập trung vào phần trải nghiệm về cái chất lượng của kết nối cũng như là thời lượng pin mà thôi. Và cuối cùng, lý do cuối cùng tại sao cho đến điểm bây giờ thì mình mới khuyên các bạn để mua sản phẩm này, đó chính là ở hiện tại thì mức giá của nó rất tốt so với những sản phẩm khác trên thị trường. Lúc đầu thì sản phẩm này bán ra cũng mức giá là khoảng tầm hơn 3 triệu đồng, thực sự là khá đắt so với những sản phẩm phím cơ thời bây giờ rất hot cái tính năng RGB rồi thì nó cũng rẻ hơn, nhưng sản phẩm này hoàn toàn không có mà lại có cái mức giá cao như vậy. Nhưng cho đến bây giờ thì mức giá của nó chỉ còn khoảng gần 2 triệu hoặc là hơn 2 triệu một chút mà thôi, tùy cửa hàng bán. Thế nên là đây là thời điểm rất tốt để các bạn sắm cho mình một chiếc bàn phím cơ không dây mà có rất nhiều ưu điểm như mình nêu ra vừa rồi. Và ngoài ra thì các bạn được lợi rất nhiều từ một chiếc bàn phím cơ không dây. Ví dụ như việc là các bạn làm cho góc máy chơi game của các bạn gọn gàng hơn rất nhiều khi bỏ đi một cái dây bàn phím. Và nếu như các bạn muốn dọn đường cho các bàn của bạn để làm việc khác các bạn thích, ví dụ như là ăn uống hay là học bài chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần là bê chiếc bàn phím cơ Logitech G613 này và bỏ ra chỗ khác, sau đó là các bạn sẽ có một không gian hoàn toàn rộng để sử dụng làm bất kỳ các bạn thích ở trên mặt bàn. Và vừa rồi là tất cả những cảm nhận cũng như trải nghiệm của mình về chiếc bàn phím cơ không dây Logitech G613 và lý do tại sao ở thời điểm hiện tại các bạn nên mua cho mình một chiếc bàn phím cơ không dây như thế này. Và nếu như các bạn muốn mua nó có thể xem đường link về phần mô tả. Đừng quên bấm like, share video này và bấm nút theo dõi. Mình là Dương Dũng và đây là The Idea. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.